Hoàng Trúc không có muốn livestream cả vì không có biết nói gì sau khi nhìn hoàn cảnh của miền Trung. Chắc là đau thương. Các bạn thấy đó, biết bao nhiêu là cái chết, nhưng chúng ta là những người đã đi ra khỏi nước Việt Nam và chúng ta nhìn thấy dân chủ và tự do là một nền tảng quý báu và một nền tảng cần cho con người như thế nào. Chúng ta rất cần điều này và chúng ta hiện nay những người trong nước, những người mà đã chết trong cái đợt xả lũ của Cộng sản vừa qua, thì các bạn đã thấy rằng đa số những người này là những người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng quê, những người dân thấp cổ bé họng bằng mọi cách để giết dân dưới sự âm mưu xâm lược của Tàu Cộng, thì Cộng sản là người tiếp tay để giết nhân dân Việt Nam bằng mọi cách, không bằng đạn, không bằng gươm dao, không bằng chất độc nữa, nhưng là bằng nước. Họ bán nước và cũng dùng nước để mà giết dân, giết một cách dã man. Tại sao họ không báo cho đồng bào biết rằng họ sẽ xả lũ để vào ban đêm và để cho đồng bào tránh? Nhưng mà họ cũng có nhiều cách để xả lũ. Ví dụ một thời gian ngắn họ xả lũ vài cái đập, vài con đê, rồi ngày hôm sau người ta xả vài cái đập. Nhưng không, một đêm người ta cố làm như vậy. Cộng sản cố việc xả lũ này là để giết cả cái vùng, cái thành phố, cái vùng Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh này. Vì sao? Vùng này là cái vùng trọng điểm mà Tàu Cộng đang muốn lấy cho bằng được. Vì Trúc đã nói lại lần này, Trúc nói lần thứ hai là tại sao? Cái eo biển của Việt Nam là một địa hình rất là yếu của cái cả Việt Nam. Vì các bạn biết không, chỉ cần cái vĩ tuyến 17 từ xưa đến nay cũng giống như cái eo biển giữa Nghệ An, Đà Nẵng này kia, Thanh Hóa hay Huế, là cái nơi mà sẽ chia cắt nước Việt Nam ra thành hai phần. Vậy thì cái đầu não của Cộng sản là tại Hà Nội, rồi trung tâm chỉ huy một phần nữa bộ kinh tế là nằm tại miền Nam. Vậy khi chúng ta muốn đánh bại hai cái này không có sự liên kết với nhau, thì chỉ cần chúng ta chiếm Đà Nẵng, có nghĩa là chiếm miền Trung, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng để mà chiếm cả miền Bắc và miền Nam. Thì kế hoạch của Tàu Cộng rất là rõ ràng. Có thể là năm 2020 Tàu Cộng sẽ không chiếm cả Việt Nam, nhưng không chiếm hết cả Việt Nam, nhưng đầu tiên sẽ củng cố và chiếm cả từ miền Trung ra miền Bắc. Vậy thì đầu tiên họ muốn cắt đứt tất cả các đường dây từ Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh đi vô tới Sài Gòn. Vậy thì các bạn, cái mà quan trọng nhất là những người dân tới bây giờ còn đợi chờ gì nữa mà các bạn không lên tiếng, không vây chặt, không bắt tay với nhau để tạo thành những nhóm người nhỏ để mà đứng lên chống lại Cộng sản. Các bạn phải tự thành lập gọi là nhân dân vệ, có nghĩa rằng tự nhân dân chúng ta hợp lại thành những khối đoàn kết và đứng lên chống lại Cộng sản, là từ những cái phường nhỏ, những cái tổ nhỏ, những cái khối dân phố nhỏ. Các bạn có thể thầm lặng để làm những điều này để mà bảo vệ cho chính bản thân mình. Vì sao? Vì các bạn thấy đó, là các bạn sau cái đợt lũ lụt này, sau các đợt xả lũ này, các bạn có thấy được những tiếng nói gì từ nhà cầm quyền Cộng sản để mà củng cố hay là xoay sở tình thế đời sống của đồng bào miền Trung hay không? Không. Và đã 43 năm nay rồi, chưa bao giờ một lần Cộng sản Việt Nam, chính quyền Cộng sản Việt Nam kêu gọi rằng sẽ thay đổi và sửa đổi hay xây dựng gì để bảo vệ cho miền Trung cả. Vậy thì các bạn thấy là chính quyền Cộng sản 43 năm nay họ đã làm được gì cho nhân dân? Họ đã có ý kiến gì để mà xây dựng hay là nuôi giúp nhân dân? Mà họ chỉ làm ra những việc này, họ chỉ cầu mong rằng là có những trận lũ lụt như thế này thì họ sẽ được ăn thêm tiền. Họ kêu gọi đồng bào trên thế giới, họ kêu gọi nước ngoài, họ kêu gọi những người Việt kiều, họ kêu gọi những nhà hảo tâm giàu có quyên góp tiền bạc để họ chia chác và ăn thêm. Đó là cái cách mà người ta nghĩ là làm lợi cho mỗi năm. Các bạn thấy đó, sau những cái trận xả lũ chết người dân như vậy, 180 người, một cả trăm người dân như vậy, cả hàng ngàn căn nhà bị đổ nát sạch như vậy, thì các bạn thấy là có cái thằng Cộng sản nào chết đâu. Không có Cộng sản chết, chỉ có dân nghèo chết thôi. Vậy thì tới ngày hôm nay, tại sao các người dân cứ chịu cúi đầu để mà làm và nuôi cái chế độ Cộng sản này như vậy?
Đó, như bạn Thuận Văn Sầm nói là chống cộng không có được, không có làm gì được cả, nhưng mà nhiều khi rủi ro lại mang họa vào thân. Đây là câu nói của những người chịu lùng chí các bạn. Đó, các bạn thấy không? Các bạn không giống chống cộng sản. Cho nên ngày hôm nay con cháu với mình, anh em của mình, anh chị của mình mới vùi ở dưới hai lớp đất. Lôi lên cũng không còn người, lôi lên có người chỉ còn một hai phần thôi, mặt mày nhìn cũng không ra, thân hình cũng không còn gì, những cái chết đau thương, những bà mẹ ôm đứa con bị vùi dưới hai lớp đất. Đó là những cái kết quả của những câu nói như là Phạm Văn Sầm là người mới comment vậy. Có nghĩa bạn nói rằng chống cộng sản để làm gì, nhiều khi là mang họa vào thân. Nhưng mà bạn không chống cộng sản thì cái họa của bạn không những bạn gánh, mà cái đời khác cũng sẽ gánh, đời con cháu tiếp theo của bạn sẽ gánh, đời cha mẹ của bạn sẽ gánh. Các bạn thấy không, cái nạn tham nhũng, lạm phát, phá rừng, hủy diệt biển, cho đến ngày hôm nay là tình hình cái lũ lụt, và kể cả cái xã đập cả hai kết hợp, thì cái hậu quả nhiều ngày qua ở miền Trung là bằng chứng các bạn đã thấy rằng là cộng sản vẫn tiếp tục con đường đó. Các bạn không chống lại cộng sản thì các bạn chống ai? Những người mà trực tay giúp, những người mà trực tiếp giết đồng bào Việt Nam, đó là cộng sản chứ không phải thiên tai. Vì thiên tai là một phần nào đó thôi, nhưng các bạn không phá rừng, không hủy hoại sông ngòi, không lấp sông lấp ngòi, thì cái lũ lụt nó không đến nỗi mà tiêu diệt đồng bào như vậy. Người ta xây đập lên, người ta có cái cách để xả. Nhiều cái đập người ta xả không bao giờ xả một mười mấy cái đập một lượt như vậy. Người ta phải có kế hoạch để cho an toàn cho người dân. Còn nếu xả đập mà để cho dân chết thì là một loại quỷ dữ. Đây là một loại phá hoại, một loại tiêu diệt đồng bào. Đồng bào, những người cầm quyền của Việt Nam phải hiểu rằng là làm chính quyền là nô lệ của đồng bào. Anh phải chết trước, anh phải hy sinh trước, và anh phải làm những việc có xã hội, chứ không phải anh xả lũ hay là anh xả đập gì đó để cho đồng bào chết một số thì anh nói rằng là nếu không vỡ đập thì chết nhiều hơn. Đó là một cái việc làm vô đạo đức và không có văn hóa. Thứ hai nữa là không có kỹ thuật, có nghĩa là anh dốt nát. Nếu vậy thì anh không nên ngồi ở trên để mà làm việc nữa. Còn những người dân nào cứ lùn bại và cúi lùn hoài như vậy thì sẽ chịu chết. Nhưng mà tôi xin hỏi các bạn này, những các bạn comment rằng là sẽ đồng ý với những cái việc làm của cộng sản, mà nếu như trong những cái việc làm của cộng sản, những cái việc xả lũ đó mà có cái người thân của bạn chết thì bạn sẽ làm gì? Tại vì người thân của bạn bây giờ là tất cả là con ông cháu cha là cộng sản, không chết thì bạn mạnh miệng lắm, bạn nói là phải xả lũ như vậy hả? Nhưng mà nếu đó trong cái đợt xả lũ này có một hai người trong gia đình của bạn chết thì sao? Nhưng mà tôi hỏi câu này rất là thừa, vì bảo đảm rằng cộng sản không bao giờ nằm trong cái số lượng này. Nếu có một hai người nào dân phòng tự vệ hay là bảo vệ chỉ có các công ty đập điện mà chết đi thì cũng loại rong rác, cũng loại là rêu rác của cộng sản để vô để mà ăn cơm rớt thôi. Chứ còn thật ra con cháu cộng sản người ta ngồi ở trên cao, không bao giờ đụng tới họ được. Đó, cho nên đó, những hình ảnh qua trên mạng là đã chứng minh một điều rõ ràng là sự giết dân của cộng sản không thương tiếc, và cái sự hoàn toàn cái việc làm của người ta là không hề đếm xỉa đến tính mạng của người dân. Và đây là có một việc làm mà người ta rất ủng hộ, tàu cộng rất ủng hộ cho cộng sản làm là như thế nào? Vì bớt đi một người Việt Nam là bớt đi một cái sự cản trở để Trung Quốc vào nhanh hơn. Vậy thì ngày hôm nay qua cái trận lực xả đập này thì cộng sản đã thành công rất lớn, là không cần tốn một viên đạn, không cần tốn một gói chất độc mà đã giết đi hơn cả trăm người, cũng đồng thời kinh tế đổ nát, bao nhiêu ngàn trâu gà gò bò vịt lợn này kia, nói về là nông sản, lâm nghiệp, mọi thứ đều bị tiêu diệt, tiêu hủy cả. Vậy thì đợt này đúng là cộng sản rất thành công. Các bạn có biết không, ở Mỹ
ở miền Nam nước Mỹ, người ta có một cái hồ ở gần Chicago, mà cái hồ này là cái lượng nước của họ, các bạn có biết là lên tới bao nhiêu không? Cái lượng nước của họ gần như là 1/6 trên toàn thế giới, nhưng mà chưa bao giờ họ có sự vỡ đê hay như thế nào, mặc dầu họ có những cơn lũ rất là kinh hoàng đó, nhưng mà họ có cách. Trước khi họ làm những cái gì, họ cũng nghĩ đến cái đời sống của nhân dân, họ cũng tìm cho cái đường nhân dân, họ coi sinh mạng con người là trên hết, kể cả họ có thể hủy diệt cái biết bao nhiêu cái sự cố, bao nhiêu tiền bạc, hàng tỷ đồng, hàng tỷ đô la, nhưng mà chỉ cứu lấy một mạng người thì họ vẫn đưa cái việc làm cứu người đó lên trước. Đó, cho nên là trên thế giới này chỉ có Việt Nam, chỉ nơi nào mà có cộng sản thì nơi đó con người được coi là ruồi. Cái sinh mạng của người Việt Nam được coi như những con ruồi rất là nhỏ bé. Đó, cho nên các bạn phải coi lại cái giá trị cuộc sống của mình. Đây là những cái lời mà Trúc Quỷ gửi chân tình tới những người có những người thân đang nằm ở dưới những lớp đất. Ngày hôm nay, dù các bạn có lú cỡ nào hay các bạn có ngục ngu cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng vì gia đình của mình mà đứng lên, lên tiếng nói. Nếu không, các bạn thấy đó, cái lũ lụt miền Trung hay là những cái trận mưa bão ở miền Trung thì không phải một năm là đã hết thôi. Chẳng lẽ đợi 365 ngày nữa thì là đến lượt các bạn chết tiếp hay sao? Hôm nay thì là ở tỉnh một cái gần lở sụp sát bên núi, nhưng mà tới năm sau thì là cái tỉnh sát bên rồi sẽ về tới thành phố của Thanh Hóa. Mà cái bằng chứng là các bạn thấy là cả cái thành phố Thanh Hóa thì cũng là ngập nước bao nhiêu ngày nay vẫn không rút được. Là do đâu? Tất cả đê điều, kênh rạch đều bị cộng sản ăn tham ô, tham nhũng, không mở đường, không đúng quy trình, không có đường thoát nước tốt, không có hệ thống thoát nước tốt cho người dân. Đó là lý do kể cả thành phố Sài Gòn bây giờ cũng vậy. Chỉ cần mưa một tiếng đồng hồ thôi, có nghĩa là nước ngập lên tới háng. Vậy thì các bạn, Hoàng Trúc ngồi đây mà chẳng lẽ ngồi đợi cho tới 365 ngày thì lại đi ra cúng cô hồn một lần nữa, mà cúng không phải là cúng cô hồn mà cúng các cái vong hồn của người Việt Nam một lần nữa hay sao? Mà có thể là cúng nhiều hơn nữa, vì năm hôm nay á thì bây giờ đó, cái mùa này á là như vậy, nhưng cái mùa sau các bạn sẽ chết nữa, và cái mùa sau thì các bạn sẽ chết nữa. Vậy chẳng lẽ các bạn cứ chịu chết hoài như vậy hay sao? Không có một kế hoạch gì khác hay sao? Người ta chưa có, cộng sản chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đi điều dân đi nơi khác, hay là thành lập, hay là xây dựng gì cả, hay là làm kế hoạch gì để chống lại các cơn bão lụt, hay là làm kế hoạch gì để thay đổi các cái đập. Không có cả, mà chỉ có hối lộ thôi, chỉ có ăn và hối lộ, và nói láo và tuyên truyền những cái chuyện nhảm nhí thôi. Bây giờ, cái năm nay, những người vùi ở dưới lớp đất đã qua rồi. Nhưng mà sang năm là các người còn sống đó sẽ tiếp tục như vậy. Thì các bạn bây giờ còn sống đó, các bạn đợi tới sang năm đi. Đợi tới sang năm thì tới lượt của mình. Vì sao? Vì có nhiều người nói rằng là không xả lũ thì vỡ đập. Đó. Đó, vỡ đập, cho nên là để cho mọi người chết, thì ai mà ở gần đó là cứ chết lần như vậy. Đó là cái chiêu bài của cộng sản, chiêu bài giết dân của cộng sản. Thì Trúc kể cho các bạn nghe một cái chuyện như thế này, là hồi xưa đó, về cái lịch sử của Mỹ, mà cái thời điểm mà các bạn biết là người ta giải phóng nô lệ người da đen đó các bạn, thì bằng cái đầu tiên là người ta có những cái khối dân nhỏ các bạn, ví dụ như là chẳng hạn họ có 4-5 gia đình, họ kết hợp lại với nhau thành một khối, đó là gọi là người ta kết hợp từng cái tổ dân nhỏ, từng cái phường, rồi sau đó phường, rồi cái lớn ra thành thị trấn, và cuối cùng
cái phong trào giải phóng nô lệ người da đen đã bùng nổ. Là các bạn biết ngày xưa á, cái người giải phóng nô lệ da đen á, cái người da đen nó bị y như là cộng sản bây giờ quản lý cái người Việt Nam mình. Có nghĩa là cái người da đen là chỉ được đi làm thuê làm mướn, chứ không phải như người Việt Nam mình, mà bây giờ còn tốt hơn nhiều. À, cái hồi xưa á, cái hồi xưa ở Mỹ á, là cái người da đen á các bạn, nó chỉ ở đi ở hay là làm nấu những cái công việc thấp trong xã hội Mỹ thôi. Cho nên bất cứ người ta rục rịch người ta làm gì cũng có cái người da trắng đi theo để mà giống như là dòm ngó họ, giống như là gián điệp vậy các bạn. Có nghĩa rằng khi mà người da đen mà muốn có một cái hành động gì phản đối lại người da trắng thì cái người da trắng cho người tới triệt để ngay. Nhưng mà cuối cùng họ đã thầm lặng, họ tổ chức, họ kết hợp từ cái mạng lưới này, từ cái vùng này sang vùng khác, họ kết hợp những cái mạng lưới dân gọi là quân nhân với nhau, đồng bào, họ kết hợp với nhau từng cái khối nhỏ, rồi họ liên minh các cái vòng qua cái thành phố khác, qua tỉnh khác, và cuối cùng các bạn biết không, đó các bạn thấy là cuối cùng họ đã giải phóng được nô lệ. Mà các bạn ví cái việc của họ mà giải phóng người nô lệ với họ với bây giờ đối với cộng sản thì cái việc của giải phóng nô lệ khó gấp ngàn lần bây giờ, chứ không phải như bây giờ đâu. Bây giờ là chúng ta có internet, có đủ thứ. Hồi xưa cái người da đen nô lệ người ta không được quyền qua tivi các bạn. Người ta cũng không có điện thoại, người ta cũng không có gì cả. Đó, thì cái thời điểm đó so với thời điểm bây giờ nó không so sánh được. Có nghĩa là đối với cái việc đó, việc làm của chúng ta bây giờ nó dễ hơn rất nhiều lần. Nhưng mà nếu đồng bào Việt Nam trong nước mà còn không kết hợp để mà đập nát cái chế độ cộng sản này thì là chúng ta thật sự là quá ngu muội và quá dở. Chúng ta không có cái gì mà để so sánh với những người da đen của người Mỹ đen được. Thì theo như Trúc coi ở trên mạng thì nhiều khi cũng thấy có nhiều anh thanh niên, cũng thấy có nhiều bác chú lên tiếng rất là mạnh mẽ và rất là anh dũng. Nhưng mà tại sao tới ngày hôm nay là vẫn chịu như vậy? Có nghĩa là còn chưa có nhiều đồng bào để mà kết nối được. Cái đó là cái mà chúng khó vô cùng cho cái người Việt Nam ngày hôm nay. Đó, thì Trúc kêu gọi đồng bào là chúng ta phải suy nghĩ lại là có gì ở cộng sản mà chúng ta phải sợ đến như vậy. Thật sự rằng chúng ta chỉ là sợ, là vì chúng ta sợ chứ không phải là cộng sản đáng sợ, mà chúng ta tự làm cho chúng ta sợ. Đó. Chúng ta tự cảm giác được những cái điều đó, chúng ta tự làm cho chúng ta như là quá sợ. Chứ họ cũng là một hai tay hai chân thôi, không có cái gì đáng sợ. Mà cái điều không có đáng sợ hơn nữa đó là họ không phải là những người quá thông minh trên thế giới. Các bạn hiểu không? Họ là những người tham, họ là những người ác. Chứ không phải họ là những người quá thông minh. Chứ chúng ta không sợ. Chúng ta sợ là sợ những người quá thông minh, chứ không sợ những người ác và những người tham. Cứ ngồi ngẫm nghĩ đi, 43 năm nay á, cộng sản chưa bao giờ đánh thắng ai cả. Cộng sản chưa bao giờ thắng ai cả, mà chỉ đi lừa người ta thôi. Vậy thì cộng sản có gì đáng sợ đâu? Cũng giống như ngày xưa cộng sản lừa Trung Quốc, lừa để lấy vũ khí của Trung Quốc, rồi nhờ Trung Quốc, nhờ Nga là Liên Xô hồi đó để mà tấn công Việt Nam Cộng Hòa, rồi đi vào miền Nam, chui lùn trong những ngõ ngách, nói láo tuyên truyền bịp bợm lừa dân miền Nam để chiếm, để cướp được Việt Nam Cộng Hòa. Vậy thì cộng sản có giỏi gì? Chỉ giỏi đi lừa, đi cướp, đi giết. Và cuối cùng như thế nào? Sau khi lừa thằng Tàu thì bây giờ làm gì? Phải trả Hoàng Trường Sa cho Tàu. Vì do cái công hàm của Phạm Văn Đồng. Đúng chưa?
Vậy thì Việt Nam từ xưa đến nay, Việt Nam chính quyền Việt Cộng sản Việt Nam chỉ có lừa lọc và dối trá thôi, để mượn sức người, cướp nước của người khác. Vậy thì Việt Nam không có gì đáng sợ đâu. Vì ở Cộng sản không có gì đáng sợ đâu. Các bạn thấy hôm trước không? Có một cái clip. Gần đây có nhiều cái clip mà dân đứng lên đánh lại công an. Có nhiều cái xe cán thằng công an chết trên đường. Nhiều cái clip đó xảy ra thì các bạn thấy không? Nhiều thằng công an đã bắt đầu run sợ. Vậy thì nó cũng sợ chết chứ, đâu có phải là nó không sợ chết đâu. Cho nên các bạn cứ theo kế hoạch đó mà làm. Nếu cảm thấy thằng nào quá ác ôn thì các bạn kỹ sử tráng máu. Như vậy từ từ họ sẽ cảm giác được người dân không còn đáng sợ, không phải sợ họ nữa. Nhưng mà nếu các bạn cứ lùi gót, cứ im lặng hoài thì tất nhiên là Cộng sản nó sẽ làm tới. Và Trúc hy vọng rằng sau cái đợt xả đập lần này giết dân như vậy thì có hàng ngàn, hàng triệu người miền Trung đã bắt đầu thức tỉnh được. Vì các bạn biết sao không? Quê của bác mà, Nghệ An, Nghệ Tĩnh đó. Bác Hồ là vị cha chung đó. Bác Hồ là vị cha chung đó. Cái câu đó là các bạn nghe hoài. Cho nên dân ở ngoài đó mà thức tỉnh là rất khó vô cùng. Không gì dễ gì mà dân ngoài đó thức tỉnh. Nhưng mà hy vọng đợt xả lũ lần này, dân ngoài nó đã uống nước no và tráng mắt ra nhìn thấy. Cũng như vài ngày hôm qua, Trúc đã ủng hộ rất nhiều em trẻ nói giọng Nghệ Tĩnh, người Nghệ Tĩnh đã lên livestream. Và điều mà khi mà Trúc nghe được livestream của các em á, các bạn biết không, cái điều đầu tiên là Trúc rớt nước mắt, là rất vui mừng. Vui mừng mà rớt nước mắt chứ không phải là buồn. Vui mừng vô cùng là các em đã thức tỉnh được, và các em đã lên tiếng được, các em đã thông được cái não, các em đã hiểu được là các em cần phải làm gì. Đó là cái điều mà vô cùng là Trúc hạnh phúc vô cùng. Mấy ngày hôm nay là cái trong cái chết chóc lại có những cái con người gan dạ can đảm, có những thiếu niên, có những em gan dạ can đảm để đứng lên mà vang cái tiếng nói của mình bảo vệ cho người dân Việt Nam. Thì trong chị hy vọng lần này các em trẻ ở Nghệ An, Nghệ Tĩnh sẽ làm những cái việc mà người khác không làm được, làm những cái việc mà các em xứng đáng là con cháu của người Việt Nam, làm những cái việc mà các em phải giống như vài ngày qua các bạn trẻ ở Nghệ An, Thanh Hóa lên tiếng vậy. Có nghĩa là những cái việc làm mà chúng ta phải xứng đáng gọi là con người. Chúng ta có quyền được làm chủ đất nước của mình. Chúng ta có quyền làm chủ được đất đai của mình. Chúng ta có quyền cất tiếng nói mẹ, cha sinh mẹ đẻ của mình là người Việt Nam. Và các bạn biết không, cái mùa lũ năm nay chưa có hết đâu. Vì đây là tháng 10, còn một trận rất lớn nữa. Là cái mùa mưa lũ ở miền Trung, nó còn cuối tháng 11, nó cũng có một trận nữa các bạn. Vì là Trúc người miền Trung mà Trúc biết cái đó chứ. Nhưng mà ngày xưa khi mà Trúc còn bé hay Trúc còn trẻ, Trúc ở miền Nam Trung thì những cái đợt lũ nó không có đến nổi như vậy. Là tại sao? Là vì lúc đó những cái rừng nguyên sinh nó còn nguyên, chưa có người phá rừng, chưa có người chặt rừng. Còn bây giờ nói thiệt cho các bạn biết, những cái thằng giám đốc mà kiểm lâm á, là bắt, các bạn biết không, cái nhà của nó không bao giờ dưới 100 tỷ đâu. Cái nhà của mấy thằng giám đốc kiểm lâm là tiền của nó là ngân hàng Thụy Sĩ, là coi như là lút mặt. Những thằng này một chữ ký của nó là vài trăm triệu là chuyện bình thường. Đó, cho nên là những cái rừng này đã không còn nữa thì làm sao mà nước nó không trút xuống. Đồng thời, đó là mình nói riêng về cái khí hậu, rồi cái ảnh hưởng, cái nhân tai là như vậy, cái thiên tai là như vậy. Còn cái nhân tai là như thế nào? Cái nhân tai là Cộng sản đã cố tình, trong cái mùa lũ này,
thì xả đập để giết dân, rút nội nó lại một lần nữa đó. Mà xả lại ban đêm để cho người dân phải ngủ hết đi à, để làm công nhận là cộng sản nó thương dân đó chứ, nó để cho người dân ngủ mê rồi để cho người dân trôi theo dòng nước mà chết không có biết là cái chuyện gì đã xảy ra, thì công nhận là cộng sản cũng là thương dân Việt Nam dữ lắm đó. Thứ nhất là chết vùi bao nhiêu lớp đất, có một số người đâu có tìm xác được, vậy thì cũng đỡ tốn hồn, không cần phải mai táng. Rồi bây giờ sau cái đợt chết lũ lụt chết chóc thì làm gì? Đưa lên báo đài, nào là quyên góp, quyên tiền, cứu trợ, cứu hộ, làm gì? Làm giàu cho mấy thằng cộng sản. Nếu các bạn nào có muốn giúp đồng bào thì hãy đi trực tiếp từng nhà cho gạo, cho tiền, chứ đừng đưa qua tay bất cứ một cái loại phường hay khối gì cả. Tất cả tụi đó chỉ là cái tụi mà sâu bọ, mà kiếm chắc của đồng bào ăn dơ ăn bẩn thôi. Cho nên tôi khuyên các bạn, nếu có ai mà muốn ủng hộ đồng bào, những cái gia đình mà gặp nạn hay nghèo đói hay là chết chóc, thì các bạn hãy đi trực tiếp giao tận tay người ta, chứ không bao giờ đưa qua phường khối xã bất cứ ai cả. Đến ngày hôm nay 100 người lên mạng, 1000 người lên mạng, thì có 900 người là đã nói rằng là phải đập nát chế độ cộng sản, một chính quyền cộng sản hại dân bán nước như vậy à. Mà Trúc không hiểu tại sao 1000 người đứng lên, đã 900 người là lên tiếng như vậy mà không có ai chịu biểu tình, không có ai chịu nổi dậy không có ai chịu là đoàn kết để mà chống lại cái bạo quyền cộng sản này. Trúc hy vọng là một ngày không xa cái chuyện này sẽ xảy ra thôi. Nếu chúng ta thầm lặng đi cứu trợ các bạn, chúng ta đi thầm lặng cứu trợ cho các gia đình hay muốn giúp đỡ ai, thì nếu mà riêng một cá nhân chúng ta đi cho vài chục hộ, 10, 50 hộ thì cũng không ai ngăn cản được mình đâu. Nhưng mà nếu chúng ta làm quá lớn, tất nhiên là chính quyền cộng sản nó sẽ ngăn cản, vì nó mất cái nguồn lợi của nó mà. Cho nên thứ nhất là mất nguồn lợi, thứ hai là mất mặt, thứ ba là khi nhân dân đã nhận được sự ủng hộ của bên ngoài thì tất nhiên là nhân dân sẽ coi chính quyền là rác và sẽ có nhiều cơ hội để chống lại. Đó là lý do mà chính quyền cộng sản sẽ chặn đứng những người cứu hộ mà rất lớn, những cái cơ quan mà lớn để đi cứu hộ thì cộng sản nó chặn đứng. Vì sao? Vì các bạn biết không, cái cộng sản là nó muốn bảo kê, nó muốn control, nó muốn khống chế cái bao tử người Việt Nam. Chỉ cần khống chế cái bao tử người Việt Nam thì là suốt đời người con dân Việt Nam là nô lệ. Cho nên đó là lý do cộng sản phải khống chế cái bao tử Việt Nam. Đó là chuyện rất bình thường, không có gì lạ cả. Các bạn cứ để cho Phạm Văn Sầm gì đó nói chuyện tự do đi. Nó muốn nói gì thì kệ nó, đừng có để ý đến nó. Cái người mà đã không có thông não rồi thì mình có lấy búa hay là mình có lấy cái thứ gì mà mình đinh 10, đinh 20 gì mình đóng vào đầu nó thì nó cũng vậy thôi, nó không thể nào thay đổi được, kệ nó đi. Trên các bạn thấy đó, trên thế giới này còn có bao nhiêu nước là cộng sản nữa, kể cả Trung Quốc bây giờ cũng không phải là 100% là cộng sản nghe các bạn. Đó. Nó là xã hội dân chủ rồi, nó không còn là cộng sản nữa. Đó. Cho nên á là cộng sản chỉ còn là Việt Nam là bám trụ vững chắc, là vì sao?
những cái thằng chóp bu ở trên muốn giữ vững cái ngôi ngai của mình. Như các bạn đã thấy không, sáng nay là cái sự cứa nhau, cái sự triệt để nhau trong cái bộ chính quyền cộng sản. Như các bạn thấy là thằng Nguyễn Phú Trọng đang tìm mọi cách để cắt cổ Nguyễn Xuân Phúc. Đó là các bạn thấy là Nguyễn Phú Trọng là một người rất già rồi, mà tại sao một cái chế độ gì, một cái đất nước gì, một người già cả như vậy mà cứ lên làm, lên hồi mà không nhường ghế cho người khác, mà bây giờ còn muốn cắt cổ thằng Nguyễn Xuân Phúc nữa. Chúng nó đang cứa cổ, đang giết chóc lẫn nhau. Chúng nó đang giết chóc lẫn nhau để làm gì? Để Nguyễn Phú Trọng lên. Bây giờ Nguyễn Phú Trọng muốn lên làm vua cả Việt Nam, muốn đưa Việt Nam về cái thời ngàn năm về trước, muốn về một cái thể chế gọi là vua chúa. Làm gì? Trên là có Nguyễn Phú Trọng và trên nữa là Tàu Cộng, để dễ quản lý và khống chế toàn bộ nhân dân Việt Nam. Và con dân Việt Nam sẽ thành nô lệ hoàn toàn 100% dưới sự cai trị của bạo chúa Nguyễn Phú Trọng. Và Trúc rất là hy vọng chị em chúng tôi ở hải ngoại, nhưng mà hứa rằng sẽ không bao giờ chùn bước, sẽ không bao giờ khép tiếng nói của mình lại. Bất cứ trong thời điểm nào mà nhân dân Việt Nam cần, chúng tôi sẽ lên tiếng bằng mọi cách, bằng mọi nơi để ủng hộ đồng bào, cho đến khi nào mà chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta có những cái tia hy vọng và có một ngày được tự do. Thì các bạn ở trong nước phải hiểu rằng như vậy. Các bạn không lên tiếng nói được, sợ thì các bạn share những cái clip đi để cho người khác nghe. Và các bạn cứ nói thẳng là những người này là những người rất là phản động vì họ yêu nước. Người ta rất là phản động vì muốn tiêu diệt Đảng Cộng sản, rất là phản động vì muốn cho người dân Việt Nam được tự do, rất là phản động vì muốn một ngày nào đó Việt Nam sẽ trở thành một nước cường quốc như là các nước khác tại châu Âu hay châu Mỹ hay châu Úc. Vậy thôi, thì các bạn không lên tiếng được thì xin các bạn hãy gửi cho người khác nghe, để người ta hiểu rằng là cả thế giới bây giờ có rất nhiều người phản động và đang chống lại, muốn tiêu diệt Cộng sản. Như vậy thôi. Và các bạn biết không, cả gia đình Quang Trúc vẫn còn ở Việt Nam. Cộng sản có giỏi thì tới giết hết họ đi. Trúc mở hai con mắt to ra để coi những cái việc làm của họ, coi thử họ có dám làm điều đó hay không. Và một lần nữa Trúc hy vọng rằng là càng ngày sau cái trận xả lũ giết người này của Cộng sản, thì càng ngày miền Trung, Nghệ tỉnh Thanh Hóa sẽ có nhiều người mà đã từng vùi đầu trong hai chữ con cháu của Hồ Chí Minh sẽ là người đứng ra lên tiếng và chống lại kịch liệt, phản đối độc tài, kết nối với mọi người trên thế giới để mà cùng nhau đứng lên đưa cái tội ác của Cộng sản ra thế giới. Ok, bấy nhiêu lời thôi, Trúc chỉ gửi để cho hy vọng rằng cái giới trẻ tại miền Trung Thanh Hóa sẽ nghe được tiếng nói của chị Hoàng Trúc. Và chị rất cảm ơn những cái live stream của các em vừa qua đã gửi cho chị. Chị không có nói tên các em, nói thật là chị cũng không có nhớ đủ rõ cái tên của các em nữa. Đó, cho nên là chị rất là vui khi các em message cho chị và nói rằng các em sẽ live stream như vậy. Thì chị ủng hộ các em rất là nhiều.
mọi mặt. Nếu các em cần thì cứ message tiếp cho chị những cái thông tin gì hay là những cái điều gì cần làm thì chị sẽ cho các em biết. Và cái điều thứ hai là Trúc cũng gửi tới lời chia buồn các bạn, đôi bạn mà Trúc đã biết ở Thanh Hóa là có gia đình nằm trong lũ lụt. Trúc xin thành thật chia buồn và hy vọng rằng các bạn cũng như đồng bào ở tại Thanh Hóa, Nghệ tỉnh, Nghệ An sẽ suy nghĩ lại là chúng ta cần làm gì cho tương lai của chúng ta những ngày sắp tới. Và thôi, chúc cầu mong Thượng Đế chúc tất cả mọi người ngoài nước Việt Nam cũng như trong nước Việt Nam và những cái người nằm trong hoạn nạn lũ lụt sớm được chỉnh đốn lại cái đời sống của mình, và tất cả mọi người được bình yên và tỉnh táo, cái tinh thần của mình sáng suốt hơn để mà nghĩ tới ngày mai và cần phải làm gì cho cái tương lai của con cháu chúng ta. Trúc xin chào mọi người nha. Và livestream lần sau thì nói chung là cái livestream lần nào Trúc cũng ủng hộ tất cả mọi người đứng lên tìm tới tự do cả. Như vậy thôi. Chỉ có một điều mà Trúc mơ ước nhất, đó là Việt Nam phải được tự do giống như là các nước châu Âu, Mỹ, châu Úc. Như vậy. Và xin chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe. Chào chị Rosiel, chào tất cả cả nhà nha. Việt Nam một lần nữa hay sao? Mà có thể là cũng nhiều hơn nữa. Vì năm hôm nay á, thì bây giờ đó, cái mùa này á, là như vậy. Nhưng cái mùa sau các bạn sẽ chết nữa. Và cái mùa sau thì các bạn sẽ chết nữa. Vậy chẳng lẽ các bạn cứ chịu chết hoài như vậy hay sao? Không có một kế hoạch gì khác hay sao? Người ta chưa có, Cộng sản chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đi điều dân đi nơi khác, hay là thành lập, hay là xây dựng gì cả, hay là làm kế hoạch gì để chống lại các cơn bão lụt, hay là làm kế hoạch gì để thay đổi các cái đập. Không có cả, mà chỉ có hối lộ thôi, chỉ có ăn và hối lộ, và nói láo và tuyên truyền những cái chuyện nhảm nhí thôi. Bây giờ cái năm nay những người vùi ở dưới lớp đất đã qua rồi, nhưng mà sang năm là các người còn sống đó sẽ tiếp tục như vậy. Thì các bạn bây giờ còn sống đó, các bạn đợi tới sang năm đi, đợi tới sang năm thì tới lượt của mình. Vì sao? Vì có nhiều người nói rằng là không xả lũ thì vỡ đập đó. Đó, vỡ đập cho nên là để cho mọi người chết. Thì ai mà ở gần đó là cái chết lần như vậy. Đó là cái chiêu bài của Cộng sản, chiêu bài giết dân của Cộng sản. Thì Trúc kể cho các bạn nghe một cái chuyện như thế này, là hồi xưa đó, về cái lịch sử của Mỹ, mà cái thời điểm mà các bạn biết là người ta giải phóng nô lệ người da đen đó các bạn, thì bằng cái đầu tiên là người ta có những cái khối nhỏ, khối dân nhỏ các bạn. Ví dụ như là chẳng hạn họ có 4-5 gia đình, họ kết hợp lại với nhau thành một khối. Đó là gọi là người ta kết hợp từng cái tổ dân nhỏ, từng cái phường, rồi sau đó phường, rồi cái lớn ra thành thị trấn, và cuối cùng cái phong trào giải phóng nô lệ người da đen đã bùng nổ. Là các bạn biết ngày xưa á, cái người giải phóng nô lệ da đen á, cái người da đen nó bị y như là Cộng sản bây giờ quản lý cái người Việt Nam mình. Có nghĩa là cái người da đen là chỉ được đi làm thuê, làm mướn, chứ không phải như người Việt Nam mình, và bây giờ còn tốt hơn nhiều. Cái hồi xưa á, hồi xưa ở Mỹ á, là cái người da đen á các bạn, nó chỉ đi ở hay là làm nó những cái công việc thấp trong xã hội Mỹ thôi. Cho nên bất cứ người ta rục rịch, người ta làm gì cũng có cái người da trắng đi theo để mà giống như là
dòm ngó họ giống như là gián điệp vậy các bạn. Có nghĩa rằng khi á, mà khi mà người da đen mà muốn có một cái hành động gì phản đối lại người da trắng thì cái người da trắng cho người tới triệt để ngay. À, nhưng mà cuối cùng họ những khối đoàn kết và đứng lên chống lại cộng sản, là từ từ những cái phường nhỏ, những cái tổ nhỏ, những cái khối dân phố nhỏ, các bạn có thể thầm lặng để làm những điều này để mà bảo vệ cho chính bản thân mình. Vì sao? Vì các bạn thấy đó là các bạn sau cái đợt lũ lụt này, sau các đợt xả lũ này, các bạn có thấy được những tiếng nói gì từ nhà cầm quyền cộng sản để mà củng cố hay là xoay sở tình thế đời sống của đồng bào miền Trung hay không? Không. Và đã 43 năm nay rồi, chưa bao giờ một lần cộng sản Việt Nam, chính quyền cộng sản Việt Nam kêu gọi rằng sẽ thay đổi và sửa đổi hay xây dựng gì để bảo vệ cho miền Trung cả. Vậy thì các bạn thấy là chính quyền cộng sản 43 năm nay họ đã làm được gì cho nhân dân? Họ đã có ý kiến gì để mà xây dựng hay là nuôi giúp nhân dân? Mà họ chỉ làm ra những việc này, họ chỉ cầu mong rằng là có những trận lũ lụt như thế này thì họ sẽ được ăn thêm tiền. Họ kêu gọi đồng bào trên thế giới, họ kêu gọi nước ngoài, họ kêu gọi những người Việt kiều, họ kêu gọi những nhà hảo tâm giàu có quyên góp tiền bạc để họ chia chác và ăn thêm. Đó là cái cách mà người ta nghĩ là làm lợi cho mỗi năm. Các bạn thấy đó, sau những cái trận xả lũ chết người dân như vậy, 180 người, một cả trăm người dân như vậy, cả hàng ngàn căn nhà bị đổ nát sạch như vậy, thì các bạn thấy là có cái thằng cộng sản nào chết đâu? Không có cộng sản chết, chỉ có dân nghèo chết thôi. Vậy thì tới ngày hôm nay, tại sao các người dân cứ chịu cúi đầu để mà làm và nuôi cái chế độ cộng sản này như vậy? Đó, như bạn Thuận Văn Sầm nói là chống cộng không có được, không có làm gì được cả, nhưng mà nhiều khi rủi ro lại mang họa vào thân. Đây là câu nói của những người chịu lùng chí các bạn. Đó, các bạn thấy không? Các bạn không giống chấm cộng sản. Cho nên ngày hôm nay con cháu với mình, anh em của mình, anh chị của mình mới vùi ở dưới hai lớp đất. Lôi lên cũng không còn người. Lôi lên có người chỉ còn một hai phần thôi, mặt mày nhìn cũng không ra, thân hình cũng không còn gì, những cái chết đau thương, những bà mẹ ôm đứa con bị vùi dưới hai lớp đất. Đó là những cái kết quả của những câu nói như là Phạm Văn Sầm, là người mới comment vậy. Có nghĩa bạn nói rằng chống cộng sản để làm gì, nhiều khi là mang họa vào thân. Nhưng mà bạn không chống cộng sản thì cái họa của bạn không những bạn gánh, mà cái đời khác cũng sẽ gánh, đời con cháu tiếp theo của bạn sẽ gánh, đời cha mẹ của bạn sẽ gánh. Các bạn thấy không, cái nạn tham nhũng, lạm phát, phá rừng, hủy diệt biển, cho đến ngày hôm nay là tình hình cái lũ lụt và kể cả cái xả đập cả hai kết hợp, thì cái hậu quả nhiều ngày qua ở miền Trung là bằng chứng các bạn đã thấy rằng là cộng sản vẫn tiếp tục con đường đó. Các bạn không chống lại cộng sản thì các bạn chống ai? Những người mà trực tay giúp, những người mà trực tiếp giết đồng bào Việt Nam, đó là cộng sản chứ không phải thiên tai. Vì thiên tai là một phần nào đó thôi, nhưng các bạn không phá rừng, không hủy hoại sông ngòi, không lấp sông lấp ngòi, thì cái lũ lụt nó không đến nỗi mà tiêu diệt đồng bào như vậy. Người ta xây đập lên, người ta có cái cách để xả. Nhiều cái đập người ta xả không bao giờ xả một mười mấy cái đập một lượt như vậy. Người ta phải có kế hoạch để cho an toàn cho người dân. Còn nếu xả đập mà để cho dân chết thì là một loại quỷ dữ. Đây là một loại phá hoại, một loại tiêu diệt đồng bào. Đồng bào, những người cầm quyền của Việt Nam phải hiểu rằng là làm chính quyền là nô lệ của đồng bào. Anh phải chết trước, anh phải hy sinh trước, và anh phải làm những việc có xã hội, chứ không phải anh xả lũ hay là anh xả đập gì đó để cho đồng bào chết một số thì anh nói rằng là nếu không vỡ đập thì chết nhiều hơn. Đó là một cái việc làm vô đạo đức và không có văn hóa. Thứ hai nữa là không có kỹ thuật, có nghĩa là anh dốt nát. Nếu vậy thì anh không nên ngồi ở trên để mà làm việc nữa.
Còn những người dân nào cứ lùng bại và cúi lùng hoài như vậy thì sẽ chịu chết. Nhưng mà tôi xin hỏi các bạn này, những các bạn comment rằng là sẽ đồng ý với những cái việc làm của Cộng sản, mà nếu như trong những cái việc làm của Cộng sản, những cái việc xả lũ đó mà có cái người thân của bạn chết thì bạn sẽ làm gì? Tại vì người thân của bạn bây giờ là tất cả là con ông cháu cha là Cộng sản, không chết thì bạn mạnh miệng lắm, bạn nói là phải xả lũ như vậy hả? Nhưng mà nếu đó trong cái đợt xả lũ này có một hai người trong gia đình của bạn chết thì sao? Nhưng mà tôi hỏi câu này rất là thừa, vì bảo đảm rằng Cộng sản không bao giờ nằm trong cái số lượng này. Nếu có một hai người nào dân phòng tự vệ hay là bảo vệ chỉ có các công ty đập điện mà chết đi thì cũng loại rong rác, cũng loại là rêu rác của Cộng sản để vô để mà ăn cơm rớt thôi. Chứ còn thật ra con cháu Cộng sản người ta ngồi ở trên cao, không bao giờ đụng tới họ được. Đó, cho nên đó, những hình ảnh qua trên mạng là đã chứng minh một điều rõ ràng là sự giết dân của Cộng sản không thương tiếc, và cái sự hoàn toàn cái việc làm của người ta là không hề đếm xỉa đến tính mạng của người dân. Và đây là có một việc làm mà người ta rất ủng hộ, tàu cộng rất ủng hộ cho Cộng sản làm là như thế nào? Vì bớt đi một người Việt Nam là bớt đi một cái sự cản trở để Trung Quốc vào nhanh hơn. Vậy thì ngày hôm nay qua cái trận lực xả đập này thì Cộng sản đã thành công rất lớn, là không cần tốn một viên đạn, không cần tốn một gói chất độc mà đã giết đi hơn cả trăm người. Cũng Hoàng Trúc không có muốn livestream cả vì không có biết nói gì sau khi nhìn hoàn cảnh của miền Trung, rất là đau thương. Các bạn thấy đó, biết bao nhiêu là cái chết, nhưng chúng ta là những người đã đi ra khỏi nước Việt Nam và chúng ta nhìn thấy dân chủ và tự do là một nền tảng quý báu và một nền tảng cần cho con người như thế nào. Chúng ta rất cần điều này, và chúng ta hiện nay những người trong nước, những người mà đã chết trong cái đợt xả lũ của Cộng sản vừa qua, thì các bạn đã thấy rằng đa số những người này là những người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng quê, những người dân thấp cổ bé họng bằng mọi cách để giết dân dưới sự âm mưu xâm lược của Tàu Cộng, thì Cộng sản là người tiếp tay để giết nhân dân Việt Nam bằng mọi cách, không bằng đạn, không bằng gươm dao, không bằng chất độc nữa, nhưng là bằng nước. Họ bán nước và cũng dùng nước để mà giết dân, giết một cách dã man. Tại sao họ không báo cho đồng bào biết rằng họ sẽ xả lũ để vào ban đêm và để cho đồng bào tránh? Nhưng mà họ cũng có nhiều cách để xả lũ. Ví dụ một thời gian ngắn họ xả lũ vài cái đập, vài con đê, rồi ngày hôm sau người ta xả vài cái đập. Nhưng không, một đêm người ta cố làm như vậy. Cộng sản cố việc xả lũ này là để giết cả cái vùng, cái thành phố, cái vùng Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh này. Vì sao? Vùng này là cái vùng trọng điểm mà Tàu Cộng đang muốn lấy cho bằng được. Vì Trúc đã nói lại lần này, Trúc nói lần thứ hai là tại sao? Cái eo biển của Việt Nam là một địa hình rất là yếu của cái cả Việt Nam. Vì các bạn biết không, chỉ cần cái vĩ tuyến 17 từ xưa đến nay cũng giống như cái eo biển giữa Nghệ An, Đà Nẵng này kia, Thanh Hóa hay Huế, là cái nơi mà sẽ chia cắt nước Việt Nam ra thành hai phần. Vậy thì cái đầu não của Cộng sản là tại Hà Nội, rồi trung tâm chỉ huy một phần nữa bộ kinh tế là nằm tại miền Nam. Vậy khi chúng ta muốn đánh bại hai cái này không có sự liên kết với nhau thì chỉ cần chúng ta chiếm Đà Nẵng, có nghĩa là chiếm miền Trung, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng để mà chiếm cả miền Bắc và miền Nam. Thì kế hoạch của Tàu Cộng rất là rõ ràng. Có thể là năm 2020 Tàu Cộng sẽ không chiếm cả Việt Nam, nhưng không chiếm hết cả Việt Nam, nhưng đầu tiên sẽ củng cố và chiếm cả từ miền Trung ra miền Bắc. Vậy thì đầu tiên họ muốn cắt đứt tất cả các đường dây từ Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh đi vô tới Sài Gòn. Vậy thì các bạn, cái mà quan trọng nhất là những người dân tới bây giờ còn đợi chờ gì nữa mà các bạn không lên tiếng, không vây chặt, không bắt tay với nhau để tạo thành những nhóm người nhỏ để mà đứng lên chống lại Cộng sản. Các bạn phải tự thành lập gọi là nhân dân vệ, có nghĩa rằng tự nhân dân chúng ta hợp lại thành, đồng thời kinh tế đổ nát
bao nhiêu ngàn trâu gà gò bò vịt lợn này kia, nói về là nông sản, lâm nghiệp, mọi thứ đều bị tiêu diệt, tiêu hủy cả. Vậy thì đợt này đúng là cộng sản rất thành công. Các bạn có biết không, ở Mỹ, ở miền Nam nước Mỹ, người ta có một cái hồ ở gần Chicago, mà cái hồ này là cái lượng nước của họ, các bạn có biết là lên tới bao nhiêu không? Cái lượng nước của họ gần như là 1/6 trên toàn thế giới, nhưng mà chưa bao giờ họ có sự vỡ đê hay như thế nào, mặc dầu họ có những cơn lũ rất là kinh hoàng đó, nhưng mà họ có cách. Trước khi họ làm những cái gì, họ cũng nghĩ đến cái đời sống của nhân dân, họ cũng tìm cho cái đường nhân dân, họ coi sinh mạng con người là trên hết, kể cả họ có thể hủy diệt cái biết bao nhiêu cái sự cố, bao nhiêu tiền bạc, hàng tỷ đồng, hàng tỷ đô la, nhưng mà chỉ cứu lấy một mạng người thì họ vẫn đưa cái việc làm cứu người đó lên trước đó. Cho nên là trên thế giới này chỉ có Việt Nam, chỉ nơi nào mà có cộng sản thì nơi đó con người được coi là ruồi. Cái sinh mạng của người Việt Nam được coi như những con ruồi rất là nhỏ bé đó. Cho nên các bạn phải coi lại cái giá trị cuộc sống của mình. Đây là những cái lời mà Trúc gửi chân tình tới những người có những người thân đang nằm ở dưới những lớp đất. Ngày hôm nay, dù các bạn có lú cỡ nào hay các bạn có ngục ngu cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng vì gia đình của mình mà đứng lên, lên tiếng nói. Nếu không, các bạn thấy đó, cái lũ lụt miền Trung hay là những cái trận mưa bão ở miền Trung thì không phải một năm là đã hết thôi. Chẳng lẽ đợi 365 ngày nữa thì là đến lượt các bạn chết tiếp hay sao? Hôm nay thì là ở tỉnh một cái gần lở sụp sát bên núi, nhưng mà tới năm sau thì là cái tỉnh sát bên rồi sẽ về tới thành phố của Thanh Hóa. Mà cái bằng chứng là các bạn thấy là cả cái thành phố Thanh Hóa thì cũng là ngập nước bao nhiêu ngày nay vẫn không rút được. Là do đâu? Tất cả đê điều, kênh rạch đều bị cộng sản ăn tham ô, tham nhũng, không mở đường, không đúng quy trình, không có đường thoát nước tốt, không có hệ thống thoát nước tốt cho người dân. Đó là lý do kể cả thành phố Sài Gòn bây giờ cũng vậy. Chỉ cần mưa một tiếng đồng hồ thôi, có nghĩa là nước lập ngập lên tới háng. Vậy thì các bạn, Hoàng Trúc ngồi đây mà chẳng lẽ ngồi đợi cho tới 365 ngày thì lại đi ra cúng cô hồn một lần nữa, mà cúng không phải là cúng cô hồn mà cúng các cái vong hồn của người